Rồi, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em nha. Rồi, mọi người mua hàng thì liên hệ thông tin trên màn hình nha. À, số hội là 0348 30 83 nha. À, khách hàng mới mua lần đầu thì vui lòng chuyển khoản em gửi hàng ha. Khách mua quen rồi thì ship COD hoặc là chuyển khoản thì mấy bác thông báo trước giùm em ha, để em gửi hàng. Rồi, hôm nay em lên video 267 ha, mã 267. Mọi người chưa đăng ký kênh thì bấm vô đăng ký nha để nhận video mới về. À, em thông báo mọi người một cái là mấy nay do ảnh hưởng thời tiết á nên mấy đơn hàng nó có thể nó đi chậm vài ngày nha. Nhất là cái tuyến miền Trung ha, do ngập lụt rồi đường xá nó bị chia cắt. À, nên đơn hàng nó bị đi chậm nha. Nó sẽ phát hơi chậm cho mọi người đó. Phải nước lũ nó rút ra thì nó xe nó mới đi được, nó mới đi phát được nha mọi người. Mấy tiếng miền Trung ha. Lại Sài Gòn thì mấy ngày nay nó cũng mưa suốt rồi, có ngày gửi hàng không có được luôn, mưa từ sáng tới chiều cho nên nó trễ một hai ngày nha mọi người. Còn tiếng miền Trung thì phải chờ nước lũ nó rút rồi mới phát được nha mọi người. Mấy đơn hàng nó đi mấy hôm trước á, giờ nước lũ nó bị lũ rồi nên không có phát được luôn. Nó là bên bưu cục vận chuyển nó thông báo với em như vậy ha. À, mọi người cũng thông cảm ha. Hôm nay là video em lên mấy cái đồ như là cái túi máy chụp hình rồi ha, được hai cái túi máy chụp hình với lại mấy cái áo của Mỹ nè, áo quần, cái quần dài với cái túi đó, có cái ba lô nữa. Rồi, chung có mấy món rồi mọi người ha, giới thiệu chi tiết ha. Đây hai cái túi máy chụp hình nha. Đây còn Sigma. Sigma hàng thị trường Nhật. Đây con này nhìn nó vậy nhưng mà đựng rất là ok luôn rồi. Nó rất là rộng nè. Rồi. Cũng khá là đầy đủ ngăn. Mình có thể chia ngăn ra để đựng lem nè ha. Rồi, túi nhỏ, hai cái túi nữa. Vải chống thấm nước mưa nhẹ ha. Rồi con này nó có khuyết điểm đây là mọi người bị ố giờ cái phần cái miếng này ha. Nè. Mà cái này cái mặt trong nha mọi người ha, cho nên nó cũng không ảnh hưởng gì đâu nè. Bên ngoài rất là đẹp, bên ngoài không lỗi gì hết. Cái này là cái miếng chống mỏi lưng, mỏi vai khi mình mang ha. Đây, cái này mình có thể đựng một cái máy chụp hình ha, kỹ số máy DSLR bây giờ, máy gương lật cũng được, không gương lật cũng được. À, ví dụ như máy nè, body rất bự nữa ha. Đó. Này. Đựng lọt vô luôn ha. Đó. Đây, còn cái len cũng khá là trung bình nữa ha. Đó. Dư sức ha. Hai cái luôn nha mọi người. Có nghĩa là một len, hai len, ba len vào cái body luôn ha. Đựng rất là gọn luôn nè. Đó. Nhìn nó gọn vậy nhưng mà đựng rất là ok, đựng rất là thoải mái nè. Hay là mình có thể chia ra ha, chia gỡ ra chia đầu chia ha. Chốt gài rất là xịn sò, chốt gài hàng Nhật nữa ha, Nhật sản xuất luôn rồi nè.
nhiều Nhật sản xuất đó. Sigma Ninja. Rồi cái này bán 300 ngàn nha mọi người. Do là nó bị hố giờ đây nè, giá rẻ 300 ngàn mã số 1 ha. Rồi tiếp theo số 2 nè. Một con Nikon hàng limited. Đây là cái phiên bản đặc biệt của Nikon ha. Mọi người tìm trên mạng sẽ thấy ha. Đây là bản đặc biệt Nikon. Đây là cái miếng lót. Nó rất là dày nha mọi người nè. Nó dày êm lắm, gọi là chống sốc. Chống sốc rất là hoàn hảo luôn. Bên trong rất là êm. Bản này đặc biệt cái logo nó nổi lên nha, logo bằng không biết bằng gì nhưng mà nó làm nổi lên logo nổi. Cũng đầy đủ ngăn. Kéo luôn. Nikon. Đây. Nikon bản cao cấp đó. Túi premium, premium túi ha. Nó có ghi luôn. Đây, hai cái túi bên hông cũng có chống sốc luôn. Nó rất là dài êm ha. Có miếng lót. Rồi. Cái này đựng được một cái body và hai cái len luôn rồi. Nè, mọi người bỏ ra hết đựng cái body vô vừa nè. Đây, còn cái len bự nè. Len này gọi là trung bình ha. Cũng bỏ vừa ha, vừa y luôn nha. Đó. Có thể khóa lại ok nè ha. Rất là gọn. Rất là gọn đẹp. Cái vách này mọi người cũng chia ra, chia ngăn nhỏ ha. Nè, thì chia hai miếng. Rồi con Nikon này mã số 2 ha, 450 nha. Có cả quay sách nha mọi người. Rất là rộng. Lên đo là cái kích thước sơ khởi nó là đây. Khoảng 26 ha. 26 nhân 14 nhân 20 đó. Đây, quai đeo chống mỏng nha. Nè. Cái công. Phiên bản đặc biệt màu vàng. Quai vàng. Logo nổi. Rồi tiếp theo một cái con túi đây, con túi bằng da mọi người, một con túi bằng da, nó dạng hộp rất là lạ nè, không biết dùng đựng gì nữa. Túi bằng da hạt nè. Quai cũng bằng da luôn. Không thấy ghi chức năng là gì hết. Rồi. Túi này kích thước nó 20 27 ha.
27, chiều đáy là 12, chiều cao là 15. Đây nó có kim loại trong này mọi người, để nó làm đứng cái form nó lên ha. Nè, form hợp đó, form gấp vậy như vậy ha. Mở ra cái đầu lạ, có hai cái miếng này để cầm mở nè ha, miếng da đó, đóng lại và mở ra ha. Rồi cái túi này 150.000 ha, mã số 3. Bác nào thích dùng rồi việc gì thì lấy ha. Phần da nhìn rất là xịn, da rất là dẻo. Rồi tiếp theo một cái con túi đeo chéo đựng điện thoại nha mọi người. Đây, túi này đựng điện thoại, điện thoại bóp ví rồi. Bên trong đựng vừa điện thoại, cái máy tính bảng, bóp ví tiền nữa. À, có 1, 2, 3 ngăn bên trong, một ngăn ngoài, 4 ngăn. À, bên trong nó có một cái chỗ để sạc điện thoại nữa nha mọi người nè. Để cái này là sao ta? À, mình cắm dây ra để mình xài cái điện thoại bên ngoài ha, sạc điện thoại bên ngoài. Và cục pin dự phòng mình để bên trong đây, nó truyền qua ông dây này nè, cắm vô pin dự phòng bỏ vào trong đây, cục sạc dự phòng á. Rồi mình mang đi sẽ ló con dây con ngoài đây, mình tự cắm ha, cổng USB nè, chống nước đó. Rất là lạ. Ở đây có ngăn nữa nè, 4, đây là 1 2 3 4 5 ngăn ha. Đây cái quai mình xỏ như vậy nè mọi người. Rồi kích thước cái con túi này là 30 x 10 x 6 ha. Mã số 4, 300.000, màu đen bóng nha mọi người. Nè, đen rất là bóng. Rồi tiếp theo con túi này, con túi hàng hiệu Italy nha mọi người. Con này túi hàng hiệu, hàng hiệu xịn của Italy. Đây là túi đeo chéo hoặc là xách tay đeo vai nè, đeo vai này, đeo dây này ha, dây dài là đeo chéo ha. Con này là Made in Italy, nó sản xuất nha mọi người, thương hiệu, thương hiệu, thương hiệu cao cấp. Đây bên trong từng miếng vải lót bên trong, nó dập logo hết. Trong sẽ có một cái ngăn nhỏ nè, này dập hiệu hết nha. Cầm lên rất là chất, xịn sò luôn. Đây là miếng da thật, một cái túi nhỏ xíu, không biết đựng gì, phần da. Đựng Zippo đồ ok lắm mọi người. Đựng điện thoại, Zippo, một lửa, linh tinh nói chung. Rồi, bên ngoài
một răng nhỏ bên ngoài nữa. Răng này mặt sau rồi mặt trước đây. Đây là cái mặt trước của cái túi, có một răng xéo nè, kéo xéo thiết kế rất là đẹp. Đây là da thật hết, khối da, bốn cái đáy khối da nè, độ mới còn rất là cao. Đây chính xác là cái logo của nó nè, bằng kim loại, kim loại đó. Đây nó là full inox mà mọi người, không có hít nè. Nguyên vàng móc khóa với lại ấy, nó bằng kim loại inox hết nha, cầm rất là chắc nặng. Đây dập Italy trên từng cái móc luôn, made in Italy. Đây từng cái rộng này nó cũng dập made in Italy, rất sắc nét. Đây cái con tán này cũng dập made in Italy luôn ha. Nè, từng cái rộng bằng sắt, ủa cái rộng chi tiết nhỏ nhặt vậy nó cũng dập made in Italy mọi người. Nè, dập hai ba bên luôn. Nè, cái móc khóa này made in Italy ha, cực kỳ sắc nét. Đây đây là cọng dây của nó, hai cọng dây nha, một cọng đeo chéo, một cọng đeo cái vai ha. Full da. Đây là cái miếng dây hiệu nó nè, Italy nha. Đây là cái móc khóa cực kỳ xinh. Yeah. Rồi còn có hai cái túi nhỏ bên hông này mọi người, made in Italy. Đây cục 500 cực sắc nét luôn. Đây, chữ Italy nhỏ xíu, hai mặt rất là mạnh. Đây, mạnh mà chắc mọi người, tại vì cái bảng nó lớn nè, thiết kế rất là hay. Hai túi con hai bên. Đây là cái túi nè, rồi cái bề dài túi này là khoảng 40-30 ha. Đấy. Đấy này khoảng 13, 40 30 13 mọi người. Rất vừa để mang, nói chung tiện dụng mang đi mọi nơi. Mang về lên rất là vừa, không có lớn mà không có nhỏ quá. Ha. Chung kiểu rất vừa không dụng. Móc nó xay chống gói luôn nha mọi người nè. Gói xay gói, móc vô sao cũng được. Tự nó xay lại nha. Rồi, con túi Italy này mã số 5 nha. 800 ngàn. Nè. Mã số 5 800 ngàn. Rồi tiếp theo con túi, cái con túi này túi thể thao du lịch mọi người, của Nike xịn, Nike cực kỳ xịn mà nó bị một lỗi nhỏ nên bán rẻ. Đây nó lỗi này mọi người, nó bị bay cái lớp
này bên trong nè ha, bị đổ ra rồi. Cái này mọi người về giặt ha, giặt cho nó bay hết đi, bay hết cái lớp này đi là mình xài nó bình thường ha. Nó chỉ lỗi ở đó thôi. Tem nguyên Nhật xịn nè, con này của Indonesia sản xuất nha, bán cho thị trường Nhật đây, Indonesia sản xuất. Này này xịn. Đó, rất là nhẹ, túi thể thao rất là nhẹ luôn, đựng đồ thể thao hoặc du lịch cũng được đó. Nó còn có ngăn bên hông nữa nè, hai ngăn bên hông luôn ha, ngăn này có lưới để đồ để mình thấy ha. À. Dây đeo luôn. Rồi con này kích thước nó 45 45 x 20 45 20 20 nha. Mã số 6 ha, 150 nha. Đây, chỉ 150 nha. Rồi số 7 là con ba lô, con ba lô nè mọi người. Con ba lô nè. Ba lô hàng Hưng hiệu xịn nè. Đây. Lưng đeo chống mỏi ha. Chống mỏi lưng, chống gù và không khoáng. Tại vì sao nó có một cái miếng thép đây mọi người nè. Có một cái khung thép để cho lúc nào cái ba lô nó cũng vậy đó, nó căng ra như vậy nè, mang rất là thoải mái cái vai mình, nhẹ nhàng. Đây cái miếng thép nè, là có thể lấy ra nha, có thể lấy ra luôn nha mọi người nè, mở cái chốt dưới đây lấy ra nè. Đây đó, đây là cái khung để mình đeo đây trên lưng chống mỏi nè, nó sẽ như có như vậy đó, rất là xịn. Đó mình đeo không như vậy nó dồn xuống nên nó sẽ mỏi mình, mình đeo như vậy đeo cái đó nó căng ra nó đỡ ha. Ừ, nó bị cà ở đây xíu ha. Rồi, gắn trở lại. Rồi. Cái con này nó có cái lỗi nha mọi người, cái gì kéo này nó lâu không dùng nó rít nè, chung nó chắc chắn xịn mà nó bị rít nha mọi người, khô. Đây cái tem gì ở bên trong nè, lại bên trong nó bay cái lớp cái gì đây, cái lót này nè mọi người, nó bay ha, xài nó bị bay ha. Này mọi người giặt lại nha, giặt lại xài được. Đây với dây kéo này nó bị rít nè, cái này bôi dầu vô mọi người ha.
rất cứng xíu à. Cứng xíu, còn nguyên hết nhưng mà nó hơi cứng xíu thôi. Bôi vô nó sẽ nhẹ lại, nhưng mà bôi dầu, dầu ăn, dầu máy cũng được. Rồi ở đây là nó có chỗ để cây tripod nè mọi người, cây chụp hình nè, gậy chụp hình mình sẽ nhét vô đây, nhét từ đây xuống đây ha, có cái móc giữ lại, kế rất là hay. Đây có cái khóa nè, rồi hai bên đây có thể để đồ nữa nè, gàn lại luôn. Đây nó bị cà xíu nè, cấn gì gấp xíu rồi. Ba lô này là leo núi đi dã ngoại đó. Chuyên mang vác mấy đồ ở ngoài ha, mình có thể kẹp theo mấy cái đồ ở ngoài ha, chân chơi bót rồi lều này kia rồi phải máng vô đây nè. Cái rất là hay để mình mang vác đi luôn. Ở đây nó có một cái ngăn nhỏ nữa nè, ngăn trong đây. Rồi con ba lô này mã số 7 ha, 300.000 ha. Giờ cho bác nào về bôi dầu lại cái dây kéo ha, dưới giặt luôn. Rồi tiếp theo có mấy con áo của Mỹ nè mọi người. Ê, cái áo kiểu lính Mỹ nè, rất là đẹp, tình trạng rất đẹp luôn. Rồi, rất là xịn nha. Kiểu lính Mỹ. Đây, nó có khóa nút, khóa chốt, khóa nút bấm và khóa dây kéo luôn nha mọi người nè. Kéo và nút bấm ha, trong ngoài. Cái kiểu này là cái tay áo nó dài và cái vạt áo nè nó dài nha mọi người. Thường cái áo bình thường mình sẽ mặc tới đây ha, nó sẽ dài thêm cái phần này một tí nè. Cái kiểu nó như vậy nha mọi người, mặc vô nó sẽ dài xuống hơn cái quần, rất là đẹp luôn. Rồi đây có rất là nhiều túi, 2 túi 4 túi ha, túi nè, túi rất rộng luôn á, cái tay vô nó rộng lắm mọi người, bên trong nè. Rồi đây là một dàn bấm nút đó. Rồi khóa đồng rất là xịn. Đây tình trạng 90 mấy% nha mọi người, rất là đẹp luôn, rất mới. Đây nó dập thương hiệu trên cái khóa hết nha, khóa zin dập hiệu hết. Đây khóa zin là dập hiệu hết ha, thương hiệu số 7, thương hiệu nó số 7 và cái chữ gì nó đọc không ra luôn, nhưng hàng Mỹ, đây Mỹ sản xuất nha, Mexico.
Made in Mexico luôn rồi nè. Mexico Mỹ vô ta. Sản xuất ở Mỹ ha. Khóa nè. Khóa đồng của Mỹ hết nè. Khóa đồng thương hiệu Mỹ nè. Đây. Talon, khóa đồng Talon của Mỹ. Chốt khóa đồng. Khóa rất là xịn luôn. Khóa rất là dày xịn mà kéo nó êm nhẹ. Tuyệt vời. Đây. Đúng hiệu hết. Chung là nguyên con này zin hết. Nguyên con áo không có lỗi gì hết. Vải rất dày nha mọi người, vải này rất là dày mà dày lắm. Máy nói chung cầm lên sướng. Dày dặn. Rồi, kiểu nó dày, nó có hai cái chỗ rút ở đây nè ha, cái này rút cái eo nè ha. Đó. Mặc vô mình sẽ rút lại ha. Rất là hay. Và cái này rút dưới cái tà áo nè. Đó. Rồi đây kích thước con này nha mọi người. Nè cái vai nè. Cái vai nè. Vai là ngang qua đây nè. Trên vai là 46cm ha. Cái ngực. Ngực làm đo ngay đây ha. Đây cái nách nè. Qua nách này nè qua nách kia ha. Là 45cm nha mọi người. Rồi eo là 92 ha. Eo là dài ngang qua 46. Ngày 46 thì nó thành cái vòng là 92 ha. Rồi chiều dài cái áo là từ dưới vai xuống tới cái mí này nè 77cm ha. Đó 77. Thật ra là mình xài cái áo bình thường mình nó khoảng tới đây nè ha. Rồi chừng 65 ha. Đó rồi nó bình thường nè. Cái phần này là thiết kế của nó sẽ dài ra thêm cái phần này nè. Nhìn cái kiểu rất là đẹp. Lạ. Rồi con áo này 700.000 mã số 8 nha mọi người. Con áo lính Mỹ 700.000 mã số 8. Rồi cái quần short. Một cái quần short của Mỹ này. Quần short hiệu Utah. Size cũng khá là to nha mọi người. Nha. Đây là cái hiệu của cái quần, cái hình người. Ramitsi ha. Đây nó có dây rút nha mọi người. Quần này có dây rút nha. Mặt rút lại ha. Tình trạng cỡ 90% ha. Ok nè. Ồ đây là cái tem của nó. Hàng chữ Nhật nha mọi người. Hiệu Mỹ chữ Nhật. Tem Nhật.
Rồi, con quần này là đây. Kích thước nè mọi người. Eo 75 đến 82. Và nó có thể co ra rút vô mọi người. Thắt lại á. Đó, là nó tối đa ra 82 ha. 75 82. Dài 62 cm ha. Ống, cái ống quần là 25 26 ha. Hai khoảng 25 cm. Rồi, bán 250 nha, mã số 9 nha. Rồi tiếp theo một con quần dài hàng Mỹ nữa, quần kiểu Mỹ nữa nha mọi người, tem Mỹ nè, con này quần hiệu Mỹ nữa nha, size rất là to, ống to, quần to, chung là mấy bác mà thích to, quần mặt rộng thoải mái thì chơi mấy cái quần này ha, đây, rất là to nha. Này hai bên nó có cái khóa rút rồi nha, rút cái ống lại bóp lại nhỏ là được luôn mà ha. Rộng ra nè, rộng ra tối đa là 92 ha, có thể bóp lại thì khoảng 85 đó, bóp lại. À, khóa nè, móc khóa nhẹ nhàng. Đây cái tem nó. Ni lông 50%, 50% cô tông. Size nè, size Mỹ nha mọi người. Quần này size Mỹ hệ in đó. Nó bán ở Mỹ là nó kiểu size Mỹ nha. Cái con này nó lỗi đây rồi mọi người. Nãy em không thấy ha. Con này nó lỗi đây rồi mọi người. Đây. Mới phát hiện ra ha. Trong nó bung chỉ ở đây mọi người ơi. Đây. Cái này về dặm lại nha. Dặm lại là ok. Không có vấn đề ha. Thành ra em sẽ bớt giá nó xuống nha. Tại vì mới phát hiện ra nó lỗi đó. Rồi đây là kích thước nó nè. Đây, eo 85 ha đến 92. Dài 110 ha, nguyên jean dài 110, mọi người muốn cắt muốn lên la gì lên. Rồi. Cái ống 25 cm nè, ống này. Rồi giá em bán là 200.000 thôi mọi người. Em sửa giá này lại nhé, 200.000 nữa. Tại vì nó bị lỗi ở dưới cái này nè, mọi người dặm lại là xong rồi. Chứ không có được, nó bung chỉ á. Ha. Quần chỉ dưới đây nha. Đó. Rồi cuối cùng một cái con áo da nha mọi người. Một con áo da. Đây. Bác nào thích áo da mùa đông mặc nè. Hoặc đi trời lạnh mưa gió này có da, áo này full da luôn nè, da mộc rất là giống như da lộn nha mọi người, da mộc ha, kiểu cái lớp da bên ngoài lớp thật á nó cà đi hay sao nó thành ra cái màu da như vậy ha, nó xanh, nó nhám nhám, không có độ bóng của da ha, nó làm như mọc vậy mọi người, kiểu mọc á.
màu mộc, màu này giống như màu gỗ luôn ha, giống như màu của miếng gỗ. Đây, khóa nè. Nhẹ nhàng. Này mình trong này, túi này. Con này size cũng khá là to nha mọi người. Đây là thương hiệu nó đây. Size L. Size L. Rồi. Trông hoàn hảo. Ok. Nè. Áo này mọi người lao thôi chứ đừng có giặt nha mọi người ha. Chung lao, lao nó sẽ sạch ha, thằng ướt rồi lao nó chứ đừng có giặt, hạn chế ha, giặt thì phải giặt kỹ, giặt tay và nó mới bền được ha. Nhưng nói chung con áo xịn như vậy đó, mặc thoải mái, thật chất, nói sợ. Da nó có chấm chấm rất là lạ mà, da thật, nó nổi chấm chấm mà. Rồi con áo này đây size nè. Khoảng người 1m7 đến 1m75 mặt ha mọi người. Cao khoảng 1m7, 1m75 mặt ha. 70-80kg. Mặt là đẹp. 900 ngàn, mã số 11. Cái này là có ôm nó dạng rộng ha, cho nên đón số ký ha. Tính số ký vào mặt, chứ không có tính chính xác, không có đo chi. À, nó phồng ra rất là rộng nè ha, chứ không phải là mặt chính xác, mặt ôm đó rộng rồi ha, mặt như cái áo phao đó, nó rộng vậy đó. Mặt kiểu mặt ấm mà. Này kiểu mặt ấm là nó lót bên trong mặt ấm ha. Đi xe nào thường đi xe ban đêm rồi mặc số máy ha. Rồi mã số 11 ha, 900 ngàn. Rồi hết rồi. Rồi em cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Em kết thúc video. Rồi hẹn gặp lại trong video tiếp theo mới nhất. Mọi người bấm vô đăng ký kênh để được thông báo về video mới em đăng lên. Rồi cảm ơn mọi người.